Giáng sinh sắp đến rồi, vẽ gì để trang trí phòng? Giờ chúng ta hãy cùng vẽ một cây tuyết tùng nhé. Bức tranh này thì rất là đơn giản, bạn nào cũng có thể vẽ được hết. Để vẽ bức tranh này, chúng ta chỉ cần 5 màu cơ bản. Một khung tranh canvas có kích thước 15x20cm. Ở phần nền thì mình chỉ cần màu trắng và màu đen là được rồi. Mình thêm trắng để làm hiệu ứng sương mù nhé. Các bạn có thể lấy màu đặc, không cần pha thêm nước. Mình sẽ làm lớp màu tối bằng màu xanh lá đậm. Các bạn có thể sử dụng cọ bè để vẽ tán cây cho tự nhiên nhé. Sau đó mình dùng thêm màu đen để nhấn phần tối. Tiếp theo là màu xanh lá sáng. Và cuối cùng thì không thể thiếu là màu trắng của tuyết. Bạn cứ ... ra như vậy là được nhé. Mình thấy nó hơi thiếu chiều sâu nên mình cho thêm một tí sương mù nữa. Cuối cùng mình dùng màu trắng loãng đánh cọ thế này để tạo hiệu ứng tuyết rơi. Sau đó mình chấm thêm một tí bóng đèn cho bling bling. Christmas is coming.